Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, theo báo Tuổi Trẻ. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, ngày 5 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa. Vào ngày 30 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Căn cứ tờ trình của Ban công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 5 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 972 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, vào cuối tháng 1 năm 2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ông Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo báo Vietnamnet, ngày 31 tháng 1 năm 2014 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm, phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Ông Phan Việt Cường là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm, phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo tại địa phương. Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, ông Cường đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo. Tuy nhiên, ông Cường chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Cường đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì kỳ họp thứ 35 của Ủy ban này. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 34 đối với Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Nguyễn Hữu Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương. Thông tin ghi nhận của báo Vietnamnet, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trịnh Đình Dũng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Trước đó, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đề xuất kỷ luật khiển trách đối với các lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, gồm ông Dương Quang Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, ông Trần Đình Nhân, thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVN, ông Ngô Xuân Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN và ba lãnh đạo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Cụ thể, ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân có liên quan. Trong thời gian từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 6 vừa qua, đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan. Ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành kết luận số 4463 trên KL-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2023, kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện. Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã chỉ đạo tập đoàn và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân có liên quan, đồng thời làm rõ các tồn tại, hạn chế mang tính hệ thống để đề xuất có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết quả là đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị trong tập đoàn, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Theo Vietnamnet, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành phố. Ngày 3 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự đối với 5 bị can là cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương. 5 bị can gồm Trần Quốc Hùng, sinh năm 1976, Phó trưởng phòng Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương; Trịnh Văn Đoàn, sinh năm 1982, chuyên viên Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương; Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 1977, trưởng phòng Phòng kinh doanh mua điện, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đỗ Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, chuyên viên Phòng kinh doanh mua điện, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên Phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can nêu trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.